Về sau, dưới sự nỗ lực của đám tiền bối học viện, mới từ phế tích trùng tù lại học viện Sử Lai Khắc, hạ thần hồ của chúng ta hiện tại, vì lúc trước Sử Lai Khắc thành bị hủy diệt tạc nổ ra một cái hố to, nước ngầm trồi lên mà hình thành. Về sau, đám tiền bối đem vĩnh hằng chi thụ gieo trồng xuống, mới có quy mô hiện đại. Lam Yên Vũ hít sâu một hơi, hải thần hồ cực lớn đến cỡ nào hắn rất rõ ràng, lại là do bị oanh tạc tạo thành hay sao, hạng gì lực lượng khủng bố phá hoại mới có thể làm được. Có quan hệ với đoạn lịch sử này hắn cũng biết một ít, chỉ là không có chính thức chứng kiến học viện Sử Lai Khắc trước kia, hắn cũng không rõ ràng lắm lúc ấy tình huống như thế nào. Lúc này nghe xong Nguyên Ân Huy Huy nói, hơn nữa hắn đối với học viện Sử Lai Khắc hiện tại ấn tượng, lúc này mới có một ít hiểu rõ. Nguyên Ân Huy Huy nói, trong thế giới đấu la có rất nhiều thành phố chủ chốt, Sử Lai Khắc Thành là một trong những thành phố trọng yếu nhất, có chuyên môn đại đấu hồn tràng. Đấu hồn tràng ở trong lịch sử thì đã có từ lâu rồi, có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy vạn năm trước. Về sau lúc thành lập lên thế giới giả tưởng thế giới đấu la, đại đấu hồn trường được bảo tồn giữ lại để kích thích ra các hồn sư luận bàn với nhau tăng lên năng lực thực chiến. Bọn hắn nói chuyện một hồi, những người khác cũng nhào nhào tiến vào thế giới đấu la, tu tập cùng một chỗ rất nhanh. Đi thôi, chúng ta đi trước đăng ký, báo danh trước. Nguyên Ân Huy Huy lúc này đối với lời này quen thuộc vô cùng. Dưới sự dẫn dắt của hắn, mọi người cùng nhau đi một mực về phía trước, vượt qua mấy cái ngã rẽ, là thấy được một tòa kiến trúc cực lớn, toàn bộ kiến trúc hình bầu dục. Chung quanh phạm vi rất lớn đều là đất trống, có rất nhiều cửa hàng đều được thành lập ở chỗ này. Lam Hiền Vũ phát hiện, đại đa số những cửa hàng này là dùng để mua sắm các loại hồn đạo khí cùng với dược vật sử dụng một lần duy nhất. Đương nhiên thì, những thứ này cũng chỉ có thể sử dụng ở đấu la thế giới. Những cửa hàng này cũng là vì chấp thời cơ tại đại đấu hồn trường mà hình thành. Tại ở trong đại đấu hồn trường, chúng có rất nhiều ích lợi, trong đó một phương diện lớn nhất là cá độ. Rất nhiều người dự thi cũng là vì cá độ mà đến, nhưng có một quy củ, dự thi tuyển thủ nếu chưa đặt cược, chỉ có thể cược trên người của mình. Đây là vì dự phòng ăn gian, hơn nữa tất cả trận đấu đối thủ đều là tùy ý rút tham gia, cho nên phi thường công bằng. Lam Mộng Cầm tiếp lời của Nguyễn Ân Huy Huy rồi nói, quy tắc rất là đơn giản, là đánh bại đối thủ, mỗi lần đạt được thắng lợi sẽ có điểm tích lũy tương ứng, nhưng đối thủ trận tiếp theo nhất định sẽ rút ra thực lực càng mạnh hơn nữa, thắng liên tiếp mà nói thì có thể thêm vào điểm tích lũy của bàn thưởng đấu la tệ. Chúng ta muốn tại trong thời gian ngắn kiếm càng nhiều đấu la tệ, thông qua đại đấu hồn trường là phương thức nhanh và tiện nhất, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể chiến thắng. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta đầy đi báo danh trước. Nguyên Ân Huy Huy nói, Hiên Vũ ca ca, vậy người trước tiên cho chiến đội chúng ta một cái tên, như thế này, thời điểm đăng ký báo danh sẽ dùng, về sau cũng là của danh hiệu chúng ta. Bất quá bởi vì đã không biết có bao nhiêu đội ngũ đăng ký rồi, cho nên tên đội nhất định là phải kỳ lạ quỷ quái hiếm có một chút, bằng không thì nếu trùng tên sẽ không có biện pháp đăng ký. Lam Hiên Vũ cười nói, vậy gọi cổ quái kỳ lạ chiến đội đi. Đống Thiên Thu nhịn không được rồi nói, ngươi cũng quá lười đi rồi đó. Lam Hiên Vũ nhún vai, ta như thế nào mà lười, ngươi xem chúng ta đầu tiên là Sử Lai Khắc đệ tử, Sử Lai Khắc không phải chỉ lấy quái vật hay sao, hơn nữa chúng ta đội ngũ này ít nhất trước mặt 5 người, kéo dài đủ 2 hoàn, 3 hoàn, 4 hoàn, 5 hoàn, tương đương với từ đại hồn sư đến hồn vương, đầy đủ mọi thứ, cái này cũng chưa tính kỳ lạ kỳ quái quý hiếm hay sao. Nguyễn Ân Huy Huy lúc này hì hì cười rồi nói, có đạo lý, hơn nữa có hai hoàn toàn đúng là không phải chuyện xấu. Tại thời điểm bắt đầu rút thăm đối thủ, sẽ căn cứ thực lực để phán đoán, ta sẽ kéo cao độ khó, nhưng mà hai hoàn sẽ kéo thấp, như vậy thì đối thủ của chúng ta chắc chắn có lẽ không quá mạnh mẽ. Lưu Phong nói, cổ quái kỳ lạ chiến đội, nghe có một chút rất là có ý tứ. Lam Mộng Cầm nói, ta không sao cả, chỉ cần có thể đăng ký là được, danh tự chỉ là danh hiệu, giống như Sử Lai Khắc thất quái, ta trong học viện nổi danh nhất, chẳng lẽ bản thân cái tên này dễ nghe sao? Đó là bởi vì Sử Lai Khắc thất quái đều có được thực lực vô cùng mạnh mẽ, là học viện giành được vinh quang cực lớn, lúc đó mới vang vọng toàn bộ đại lục. Lam Hiên Vũ lại nói, vậy thì chúng ta trước hết đăng ký thử xem. Đừng có nói, cái danh tự chiến đội này thật sự đúng là không có người đăng ký. Bọn hắn tại thời điểm tiến hành đăng ký đại đấu hồn trường, đúng là rất nhanh đã đăng ký xong. Nộp 100 đô la tệ, cổ quái kỳ lạ chiến đội cứ như vậy mà thành lập.
5 người đều không tính giàu có, gom góp ra được 1.000 đô la tệ. Tại nơi đăng ký có biết cho có thể lập tức xếp hàng dự thi về sau, bọn hắn lập tức đem 1.000 đô la tệ đặt cược trên người của mình. Tuyển thủ dự thi đặt cược tỷ lệ đặt cược, vô luận thực lực đối thủ ra sao, cũng chỉ là một buổi một, thua mất cả chỉ lẫn trái, thắng cũng chỉ có thể thắng được lượng đô la tệ của chính mình đặt cược. Người đến đấu hồn tràng dự thi tương đối là không ít, nhưng mà thế giới giả tưởng ở chỗ tốt lớn nhất, vô luận bao nhiêu người, chỉ cần đầu não có thể tiếp nhận cũng không có vấn đề gì. Ngoại trừ đặt cược, chúng ta còn có mặt khác thu nhập sao? Làm nhiệm vụ lúc này hướng Nguyễn Ân Huy Huy, cùng với Lam Mộng Cầm hỏi. Nguyễn Ân Huy Huy nói, ta không biết nha, ta không có quan tâm qua cái này. Lam Mộng Cầm ngược lại là nhẹ gật đầu rồi nói, vẫn có, chỉ là ngay từ đầu rất khó. Đại đấu hồn trường tự nhiên là muốn thu vé vào cửa đấy, đều là thế giới đấu là người sử dụng tới mua. Nhưng mà mọi người bình thường sẽ mua sắm vé quan sát trận đấu. Chúng ta nếu như thắng một trận, trận thứ hai tự có tư cách cho trận đấu của mình đặt tên, mình xem có thể hay không hấp dẫn người đến quan sát. Nhưng mà tối trọng yếu nhất là tỷ số thắng. Tỷ số thắng càng cao, khả năng bị quan sát lại càng lớn. Đoàn đội chiến thắng có thể thu về 10% tiền lời vé vào cửa. Lam Mên Vũ lông mày cau lại rồi nói, chỉ có 10% thôi sao? Lam Mộng Cầm nói, cho nên mới nói thế giới đấu là nham hiểm, đấu là tệ nào có dễ kiếm như vậy. Nhưng nếu như người quan sát trận đấu của chúng ta đặc biệt nhiều, tiền lời vẫn rất là cao đó. Lam Mên Vũ hai mắt nhắm lại rồi nói, chúng ta đây một tuần sẽ vất vả một chút, mọi người tu luyện khống chế ít thời gian lại, dùng hết khả năng ở chỗ này dự thi nhiều một chút, tích góp đấu là tệ. Đây là cơ hội một lần duy nhất của chúng ta đổi lấy đấu lời huy chương. Nguyễn Ân Huy Huy lại nói, cũng không phải một lần duy nhất, về sau cũng có thể, chỉ là tỷ lệ trao đổi lần thứ nhất đặc biệt tốt, sau này sẽ là gấp 10 lần mới có thể trao đổi. 1 vạn đô la tệ mới có thể trao đổi một miếng huy chương trắng, 10 lần 15 vạn đô la tệ mới có thể trao đổi một miếng vàng, chúng ta lần thứ nhất trao đổi là học viện cho phúc lợi. Vừa nghe hắn nói như vậy, mọi người lập tức càng thêm cảm giác được thời gian có chút không đủ, đã có chút không thể chờ đợi được muốn tham gia trận đấu. Lưu Phong nói, nếu như một mực có thể trao đổi, nếu có đội ngũ có thể tại trọng đại đấu hồn trường một mực thắng, học viên chẳng phải là muốn phá sản sao? Nguyễn Ân Huy Huy nói, làm gì có chuyện tốt như vậy, không nói chuyện thắng liên tục rất là khó, coi như là thắng liên tục được đi, khi mà chúng ta đạt tới vị trí thứ nhất tổ dưới 20 tuổi, trừ phi có người kiêu chiến, nếu không thì không có cách nào tiếp tục chiến đấu rồi. Trừ phi hướng đối thủ tổ có độ tuổi cao hơn đưa ra khiêu chiến, học viện sẽ không để ý chút xíu của cái. Nếu chúng ta có thể đạt tới tổng quán quân tổ đội, ý nghĩa này là tại toàn bộ liên bang của chúng ta đều là tuổi trẻ mạnh nhất, đây là vinh quang. Học viện chỉ có vui vẻ mới đúng, nhưng cái này rất là khó đạt được. Các người đừng quên, địa phương khác không nói, chỉ là tại trong học viện của chúng ta, tất cả đệ tử ngoại viện đều làm dưới 20 tuổi. Chúng ta mới năm nhất, nếu tỷ số thắng đến một trình độ nhất định, đối thủ sắp sửa đối mặt với có khả năng chính là các học trưởng của đợt đấu khả thì sao? Hai mắt của Lam Minh Vũ nhắm lại, ta hiểu rồi, khó trách học viện hào phóng như vậy. Chúng ta sổ mạnh mẽ thế nào, dù sao cũng chỉ là có 12 tuổi, tổ 20 tuổi vẫn sẽ có rất nhiều người mạnh hơn chúng ta. Cho nên coi như là thông qua đại đấu hồn trường, chúng ta cũng không thể nào đạt được đặc biệt nhiều đấu la tệ, cho nên chính thể vẫn ở trong phạm vi khống chế của liên viên. Huy Huy, ngươi có phải hay không đã tham gia thi đấu tại trong đấu hồn trường? Lúc trước ngươi đạt được nhiều nhất là bao nhiêu lần thắng liên tiếp? Nguyên Ân Huy Huy nói, ta đã tham gia thi đấu cá nhân. Ta am hiểu cá nhân, thắng 7 trận, sau đó đã thua bởi một vị hồn sư tứ hoàn có được một chữ đấu khải. Lam Miên Vũ lắp bắp kinh hãi, so với ngươi thua một cái cấp bậc, đấu khải lợi hại như vậy sao? Nguyên Ân Huy Huy lúc này có chút ủy khuất nói, đúng vậy, đấu khải có thể có trình độ tăng cường phòng ngự rất lớn, hơn nữa là tăng phúc toàn bộ phương vị, cùng cơ giáp cũng không có gì khác nhau. Tại đại đấu hồn trường này, cơ giáp thi đấu là thể loại chuyên môn, nhưng mà đấu khải thì là hồn sư lại có thể mặc ở trong trận đấu. Chúng ta nếu gặp được đội ngũ có được đấu khải sư sẽ rất khó đối phó. Nói như vậy, cùng cấp bậc hồn lực với ta, đại đa số hồn sư đều đã có đấu khải. Ta bởi vì ta nằm nhất nhỏ, một mức còn không chế tạo ra. Sau này chúng ta học nhiều một chút tri thức về đấu khải, ta muốn thật nhanh chế tạo ra một chữ đấu khải. Nếu chúng ta 5 người đều có là nhất tự đấu khải, thậm chí có nhị tự đấu khải xưa mà nói, cơ hội thắng liên tiếp sẽ nhiều lên không ít.
Lăng Miên Vũ lúc này có chút gật đầu tính toán một lát sau rồi nói: "Huy Huy tương đương với là tại thời điểm trận thứ 8 gặp Đấu Khải Sư. Như vậy, vì đạt được lợi ích lớn nhất, chúng ta nhất định là phải tiến hành tính toán. Chúng ta bảo thủ một chút, dùng xả thuyết 5 trận thắng liên tiếp sẽ không gặp được Đấu Khải Sư để tính toán. Huy Huy, người đã tham gia nhiều trận thi đấu cá nhân rồi. Nếu như để tính toán, nếu như lại là tham gia, nhất định sẽ gặp được đối thủ mạnh.